Sao ơi, về nhà nào? Con ở đây con đợi bố Đức. Bà ngoại ơi, bố Đức bận lắm hả bà? Sao mãi mà bố chẳng đến xa đấy nhở? Mẹ, con sợ. Con sợ con ngủ thì bố mẹ ly hôn mất rồi. Nếu mà bố giận mẹ thì mẹ xin lỗi bố đi. Bố Đức vẫn còn yêu mẹ. Con thấy bố còn sợ mẹ nữa cơ. Người lớn khác trẻ con. Nhưng mà dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù bố mẹ có như thế nào, nhưng mà chắc chắn một điều là cả mẹ và bố Đức sẽ luôn luôn yêu thương con và em So. Con yên tâm nhá. Nhưng mà con muốn, con và em So muốn cả bố lẫn mẹ cơ. Con muốn gia đình mình ở cùng nhau hạnh phúc như xưa. Mẹ đi tìm bố đi mẹ. Đi mà mẹ. Mẹ nhá, mẹ đi tìm bố nhá. Hai con mình đến bây giờ cũng là đến cái tuổi nhận biết được mọi thứ xung quanh rồi anh ạ. Thật sự em rất là khó khăn trong việc giải thích mọi chuyện cho con hiểu. Thôi được. Hôm nào tôi với cô sẽ hẹn ra một ngày và sẽ nói hết mọi chuyện cho các con nó hiểu. Trong đầu anh chưa bao giờ mảy may suy nghĩ lại đâu. Bây giờ trong đầu của anh chỉ có mỗi hai chỗ ly hôn thôi hay sao? Người vợ 10 năm đầu gối tay ấp của anh đến một ngày đột nhiên bị oan, bị vu oan giáo họa, bị sỉ nhục, đến một chút mặt mũi cũng không còn. Còn anh thì không hề có một giây phút nào đứng ra để bảo vệ vợ mình. Không hề được ạ. Hơn thế nữa, anh còn kết án luôn cuộc đời tôi bằng một tờ đơn ly hôn. Anh đóng dấu vào cuộc đời tôi hình ảnh của một người phụ nữ lăng loàn chắc nết. Ừ, thì chia tay. Tôi chấp nhận để cho con của chúng ta nhìn thấy chúng ta chia tay. Nhưng ít nhất, hãy cho tôi có cơ hội được lấy lại sự trong sạch của mình được ạ. Để cho tôi còn được ngẩng mặt lên nhìn con. Để cho con tôi được lớn lên một cách tử tế. Để cho thiên hạ người ta đừng gièm pha nói rằng là chúng nó có một người mẹ lăng loàn chắc nết. Tại sao tôi xin anh như thế mà anh không cho hả Đức? Tại sao lại khó đến như thế hả Đức? Tôi không hiểu. Tại sao anh có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ mà chúng ta đã có trong cuộc hôn nhân như thế này hả Đức? Tại sao? Bao nhiêu năm sống với nhau, bao nhiêu kỷ niệm, tại sao một lúc anh đạp đổ hết tất cả mọi thứ như vậy hả Đức? Tôi không hiểu. Anh có hay uống rượu bia nhiều không? Đó, thi thoảng em cũng uống tí. Thế còn cân nặng, có bị sút nhiều không? Thì vâng, đợt này thì nhà em có tí việc, đâm ra là em cũng có sút vài cân. Chắc là anh bị đau vùng thượng vị và vai phải đúng không? Thì thoảng thì em cũng chơi thể thao, đâm ra lúc nó đau chỗ này, lúc đau chỗ kia mà. Có vấn đề gì đấy bác sĩ? Trong một số xét nghiệm của anh có những chỉ số bất thường, cho nên tôi đề nghị anh đi khám chuyên sâu hơn. Sao lại ung thư được bác sĩ? Bác sĩ ơi, thực sự là em không nghiện rượu mà. Bác sĩ ơi, có nhầm lẫn gì không hả bác sĩ? Dù sao y học bây giờ cũng đã tiến bộ rất nhiều. Tôi nghĩ cậu nên nhập viện sớm để có phác đồ điều trị phù hợp.
xin lỗi.